hậu hẹn hò với danh hài trí trung tin đồn nghệ sĩ ưu tú trí trung ly hôn nghệ sĩ ngọc huyền đã dâm gian trong làng giải trí từ lâu tuy nhiên những người trong cuộc không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận bắt đầu từ tháng 11 năm 2019, nghìn trung công khai hình ảnh thân thiết với doanh nhân ý lan trên trang cá nhân không chỉ đi du lịch và chụp hình kỷ niệm cùng nhau cả hai còn thoải mái sánh đôi đến các sự kiện đông người sau 2 năm kín tiếng tối ngày mùng chín tháng 1, doanh nhân ý lan xác nhận đang hẹn hò với nam nghệ sĩ đình đám phía bắc ý lan tiết lộ cả hai đến với nhau sau quá trình hợp tác trong công việc nếu Chí Trung đã hết duyên vợ chồng với Ngọc Huyền thì cô cũng đã ly hôn được 3 năm, để mối quan hệ không trở nên ồn ào. Thời gian qua cô và Chí Trung hạn chế đề cập chuyện đời tư với giới truyền thông. Ý Lan tên thật là Trần Ngọc Lan, cô là doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực làm đẹp. Trước khi yêu Chí Trung, Ý Lan cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí. Năm 2017, Ý Lan từng tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho giới doanh nhân và đạt thành tích á hậu một. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, Ý Lan còn là người khá tự tin và ưa chuộng hình ảnh hiện đại. Khi đi sự kiện, cô luôn chọn mặc những bộ trang phục gợi cảm trên trang cá nhân ý lan cũng thường xuyên khoe những bức ảnh diện bikini hút mắt hiện tại dù mối quan hệ với trí trung đang rất tốt đẹp nhưng ý lan chưa nghĩ đến chuyện về chung một nhà với nam nghệ sĩ